Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình hôm nay mình chia sẻ bài viết về dầu dừa có những tác dụng gì và những ai thì không nên dùng dầu dừa tổng hợp từ nguồn melatech dầu dừa là một trong những nguyên liệu được nhiều chị em yêu thích và sử dụng vậy dầu dừa có tác dụng gì chúng ta hãy cùng khám phá những thông tin bổ ích xoay quanh công dụng của dầu dừa nếu bạn vẫn chưa biết dầu dừa có tác dụng gì thì dưới đây chính là câu trả lời dành cho bạn thứ nhất tốt cho tim mạch trong dầu dừa có chứa nhiều chất chống oxy hóa nên rất tốt cho tim mạch loại thực phẩm này cũng giúp cung cấp omega 3 và cholesterol tốt giúp phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch giãn nở mạch máu, hạ huyết áp, giảm viêm. Thứ hai, điều trị mụn nhờ các thành phần chống oxy hóa cao như vitamin E, dầu dừa khi sử dụng có tác dụng với việc làm thông thoáng lỗ chân lông, điều chỉnh sản xuất bã nhờn, tẩy tế bào chết, đặc biệt là khả năng ngăn ngừa mụn trứng cá. Ngoài ra theo nghiên cứu cho thấy trong dầu dừa nguyên chất còn chứa hai axit béo quan trọng với tác dụng là giữ ẩm da, kháng nấm và kháng khuẩn tự nhiên. Chính bởi vậy, dầu dừa là một trong những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều chị em ưa chuộng và thường xuyên sử dụng. Thứ ba, nuôi dưỡng tóc và da đầu. Dầu dừa có tác dụng gì đối với tóc và da đầu? Theo các nghiên cứu, dầu dừa có khả năng cung cấp một hàm lượng lớn protein với khả năng đi sâu vào chân tóc và da đầu, thậm chí là cao hơn khi so sánh với dầu hướng dương. Do đó, việc sử dụng thường xuyên dầu dừa nguyên chất trong chăm sóc tóc giúp bạn có được một mái tóc chắc khỏe, mềm mượt. Cách dưỡng tóc đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện là ủ tóc với dầu dừa sau gội đầu, xả tóc sạch sau khi ủ được 5 phút. Thứ tư, ngăn ngừa sâu răng. Câu trả lời tiếp theo với câu hỏi dầu dừa có tác dụng gì chính là khả năng ngăn ngừa sâu răng hiệu quả khi sử dụng đúng cách. Các thành phần có trong dầu dừa có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn có hại tại miệng, giảm hôi miệng, từ đó cải thiện sức khỏe của răng miệng. Với dầu dừa, bạn có thể sử dụng như nước súc miệng và dùng hàng ngày. Bạn cũng có thể kết hợp sử dụng với baking soda để đánh răng, giúp làm sáng và nâng tông màu của răng. Thứ năm là mềm các lớp biểu bì. Khả năng làm mềm các lớp biểu bì cứng là một trong những tác dụng của dầu dừa mà bạn có thể sử dụng. Nguyên liệu chính là do trong dầu dừa có chứa nhiều axit béo ngậm nước, có khả năng cấp ẩm, dưỡng ẩm tốt cho da ví dụ như tẩy tế bào chết trên da làm mềm kẽ chân tay làm mềm môi bên cạnh đó các dầu dừa cũng mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da như làm sạch sâu tăng sức đề kháng cho da cung cấp độ ẩm làm chậm lại quá trình lạ hóa ngăn ngừa nếp nhăn tuy nhiên bạn nên cần cân nhắc việc sử dụng tinh chất này ở mức độ vừa phải bởi việc sử dụng quá nhiều hoặc sai cách gây phản tác dụng khiến da khô và bị bí hơn thứ sáu tốt cho não bộ theo các chuyên gia, các thành phần chính trong dầu dừa nguyên chất giúp cung cấp năng lượng cho các tế bào não từ đó có tác dụng cải thiện tình trạng chức năng của não bộ, đặc biệt là với tình trạng mất trí nhớ của người bị Alzheimer. Thứ bảy, các tác dụng khác của dầu dừa đó là xây dựng cơ bắp, nhờ vào đặc tính kháng nấm, kháng viêm. Dầu dừa còn sử dụng trong quá trình điều trị nấm men, giảm cân, đốt cháy mỡ thừa bằng cách sử dụng một lượng dầu dừa nhất định trong khẩu phần ăn. Các axit béo có trong dầu dừa sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng như chuyển hóa thành phần xe tôn, làm giảm cảm giác thèm ăn. Dầu dừa có H. pylori, nên có tác dụng phòng ngừa và giảm các nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Nữ giới có thể sử dụng dầu dừa để cân bằng nội tiết tố estrogen trong cơ thể. Dầu dừa khi kết hợp với các tinh dầu massage là một phương pháp giảm stress, giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả. Mẹ bầu có thể sử dụng dầu dừa để hỗ trợ cải thiện tình trạng dặn da xảy ra trong quá trình mang thai. Cách đơn giản nhất để thực hiện là mẹ bầu sử dụng một lượng tinh dầu vừa đủ thoa và massage nhẹ nhàng lên vùng da bị dạ. Vậy những ai không nên sử dụng dầu dừa? Bên cạnh việc quan tâm dầu dừa thì những đối tượng không nên sử dụng lại thực phẩm này cũng cần được chú trọng bởi việc sử dụng sai cách có thể mang đến những tác dụng ngoài ý muốn theo khuyến cáo của các chuyên gia sau đây là các đối tượng không nên sử dụng dầu dừa gồm có thứ nhất người bị bệnh về tim mạch trong dầu dừa có chất béo bão hòa và không bão hòa do đó quá lạm dụng thực phẩm này có thể gây ra các tác động xấu đối với sức khỏe tim mạch đặc biệt là với người đang có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch thứ hai người bị tiêu chảy hoặc đang gặp các vấn đề về tiêu hóa nếu sử dụng không quen dầu dừa có thể gây ra tình trạng tiêu chảy hoặc các vấn đề về tiêu hóa do đó người đang gặp hai vấn đề nói trên tuyệt đối không nên sử dụng dầu dừa với một số người khi mới sử dụng dầu dừa có thể gặp phải một số triệu chứng liên quan đến tiêu hóa trong tuần đầu tiên tuy nhiên bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách dùng lượng tinh dầu dừa ít hơn để cơ thể quen dần các triệu chứng sẽ hết dần sau một tuần đầu tiên sử dụng thứ ba người có cơ địa dễ dị ứng với người dễ nhạy cảm cơ địa dễ bị dị ứng khi sử dụng dầu dừa có thể gây ra một số phản ứng dị ứng như phát ban ngứa sốc phản vệ trên đây là tổng hợp các giải đáp xoay quanh thắc mắc dầu dừa có tác dụng gì. Hy vọng với những chia sẻ đó, bạn có thể yên tâm cũng như có cách sử dụng đúng nhất để mang đến những lợi ích cho sức khỏe. Xin chào và hẹn các bạn ở các clip sau. Tạm biệt các bạn.